Quý vị và các bạn đang theo dõi mục điểm báo của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt triển khai kết luận và quy định của Trung ương về xây dựng chỉnh đốn Đảng. Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm, quyết định chính trị, tinh thần tự giác gương mẫu của cấp ủy tổ chức Đảng, cơ quan tổ chức cán bộ đảng viên, công chức viên chức, đoàn viên, hội viên nhằm thực hiện quyết liệt có hiệu quả kết luận và quy định của Ban Chấp hành Trung ương tại hội nghị lần thứ tư ban chấp hành trung ương đảng khóa 13 vừa qua, trung ương nhấn mạnh phải đặc biệt coi trọng và đưa công tác xây dựng chỉnh đốn đảng lên tầm cao mới, sau đó với kết luận số 21 về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trung ương đặt ra yêu cầu tiến hành đồng bộ và quyết liệt hơn nữa năm nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu tổng bí thư nguyễn phú trọng nhiều lần nhấn mạnh tại các hội nghị quan trọng với tinh thần đẩy mạnh đấu tranh quyết tâm quét sạch chủ nghĩa cá nhân không chỉ chống tham nhũng mà phải chống cả tiêu cực ngăn chặn đẩy lùi kiên quyết đấu tranh xử lý nghiêm minh sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống chúng ta không phải chỉ phòng chống tham nhũng lãng phí mà phòng chống tham nhũng tiêu cực các quy định đảng ban hành từ sau đại hội 13 đến nay cho thấy công tác cán bộ là trọng tâm để xây dựng trình đốn đảng và hệ thống chính trị. Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng đã chỉ rõ trong những năm tới phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa xây dựng chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Quan điểm chủ trương này đã được Đảng chứng minh bằng thực tế là từ sau Đại hội 13, nhiều quy định chỉ thị kết luận để tăng cường công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng về nhiều mặt đã được Đảng ban hành. Theo Phó giáo sư tiến sĩ Lê Văn Cường, Phó viện trưởng Viện xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, là tất yếu và rất cần thiết trong công tác lãnh đạo chỉ đạo của Đảng, phù hợp với sự vận động của xã hội. Trước đây nói xây dựng Đảng là xây dựng ba mặt truyền thống: xây dựng Đảng về chính trị, về tư tưởng và về tổ chức. Đại hội 12 có bổ sung thêm xây dựng Đảng về đạo đức, đến Đại hội 13 xác định xây dựng Đảng về năm mặt: chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ về lý thuyết về để tạo sức mạnh tổng hợp phải thực hiện đồng bộ cả năm nội dung này tuy nhiên khâu đột phá mấu chốt là vấn đề cán bộ cán bộ là gốc của mọi công việc muốn việc thành công hay thất bại là do cán bộ tốt hay kém sau 2 năm triển khai đưa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, nghị quyết đại hội lần thứ 13 của đảng vào cuộc sống, dù trong bối cảnh đại dịch COVID-19 hoành hành, nhiều địa phương đã và đang thể hiện cao sự chủ động sáng tạo với nhiều giải pháp phát huy nội lực thực hiện mục tiêu kép. Nghị quyết của Đảng đã trở thành kim chỉ nam để từng địa phương vượt qua thách thức, vừa quyết liệt phòng chống dịch, vừa tập trung khôi phục phát triển kinh tế, giữ vững nhịp độ phát triển kinh tế xã hội. Như huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai đã xây dựng vùng sản xuất dứa nguyên liệu với diện tích hơn 775 hecta. Hai huyện Phong Điền có hơn 8.500 hecta cây ăn trái, giá trị kinh tế cao với sản lượng hơn 100.000 tấn mỗi năm. Huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế hiện có hơn 1.000 hecta vườn cây ăn trái cho thu hoạch từ 300 đến 400 triệu đồng mỗi hecta mỗi năm hay thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, tận dụng với bờ biển dài 43 km nên giá sản phẩm thu hoạch trên 1 hecta đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 265 triệu đồng, hàng năm giải quyết việc làm mới khoảng 3.000 lao động. Những ví dụ cho thấy điểm chung là các địa phương bám sát chủ trương, quan điểm, chỉ đạo của cấp trên chủ động sáng tạo trong vận dụng và thực tế. Trước hết, từ tinh thần tự đổi mới sáng tạo, huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phát huy nội lực của nhân dân, đảm bảo đưa các chương trình, đề án của địa phương đi vào cuộc sống hiệu quả. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp gây đình trệ sản xuất, đứt gãy chuỗi cung ứng, tác động đến việc thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước, trước bối cảnh đó, một trong những giải pháp được đưa ra nhằm thực hiện có hiệu quả kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 đó là phát triển lực lượng doanh nghiệp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, năng lực nội tại và tính tự chủ tự cường của nền kinh tế. Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 đặt ra năm quan điểm, trong đó cơ cấu lại nền kinh tế phải được coi là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt, được thực hiện đồng bộ giữa các ngành lĩnh vực, giữa trung ương với địa phương, là bước đi cần thiết để đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng dựa nhiều hơn vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Đây là cơ hội quý báu để các doanh nghiệp đổi mới mô hình và cải thiện chất lượng tăng trưởng, củng cố nền kinh tế vĩ mô, công tác cổ phần hóa thoái vốn ở các doanh nghiệp nhà nước được thực hiện công khai minh bạch theo cơ chế thị trường từng bước tách bạch chức năng quản lý nhà nước và đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước khu vực kinh tế tư nhân trong nước được thúc đẩy phát triển môi trường đầu tư kinh doanh xếp hạng năng lực cạnh tranh được cải thiện liên tục hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo được chú trọng xây dựng trong hoạt động kinh doanh các mặt hàng đặc sản việc thích nghi và kịp thời ứng biến trước khó khăn của đại dịch là điều rất quan trọng đặc biệt cần phải xem việc phát triển các kênh phân phối mới như một yếu tố sống còn của các doanh nghiệp nói về việc phát triển kênh phân phối đặc sản trên sàn thương mại điện tử, ông Đặng Phúc Nguyên, tổng thư ký hiệp hội giao quả Việt Nam cho rằng đây là xu thế tất yếu của các doanh nghiệp khi tham gia sàn thương mại điện tử. Quan trọng nhất là các doanh nghiệp phải xây dựng website riêng của mình với đầy đủ thông tin mà khách hàng cần. Bản thân các doanh nghiệp mong muốn nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ các cơ quan có liên quan để tiếp cận được các sàn thương mại điện tử có uy tín và có tính chất toàn cầu. Điều này cho thấy có rất nhiều cơ hội đối với các doanh nghiệp kinh doanh các mặt hàng đặc sản. Lợi thế cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam chính là cuộc chơi trên sàn thương thương mại điện tử khá công bằng, không nhất thiết cứ phải là thương hiệu lớn khi kinh doanh trên sàn thương mại điện tử mới thành công, mà ngược lại các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể trực tiếp trao đổi tiếp cận với khách hàng lớn, xem đây là cơ hội để doanh nghiệp xây dựng thương hiệu riêng của chính mình. Giới chuyên gia nhìn nhận trong chuỗi phân phối truyền thống của doanh nghiệp để sản phẩm có thể đến tay người tiêu dùng vẫn phải vượt qua những rào cản về mặt chi phí và địa lý. Trong khi đó, qua môi trường thương mại điện tử, những rào cản này không còn tồn tại. Việc còn lại của các doanh nghiệp là phải hiểu được những công cụ tính năng và hiểu được luật chơi của thương mại điện tử. Đây chính là thời cơ để các doanh nghiệp có thể xây dựng được thương hiệu riêng của mình trên thị trường quốc tế và có thể xây dựng được mạng lưới hệ thống phân phối. Nhất là người tiêu dùng trên thế giới đang rất quan tâm tìm hiểu những nhà cung cấp sản phẩm mới đến từ Việt Nam. Dù còn chờ được chấp thuận nhưng kiến nghị của Bộ Giao thông Vận tải mở đường bay quốc tế thường lệ từ ngày 15 tháng 12 mang lại luồng sinh khí lớn cho rất nhiều người, nhiều ngành. Kiến nghị này nếu được phê duyệt sẽ tháo gỡ rất nhiều khúc mắc trong mở cửa kinh tế hiện nay. Một vấn đề hết sức quan trọng là mở lại đường bay quốc tế sẽ giúp con đường hồi hương của hàng ngàn, hàng vạn kiều bào dễ dàng hơn, chi phí hợp lý hơn. Việc mở cửa hàng không là yêu cầu hết sức bức thiết, không nên và không thể chậm trễ hơn. Chúng ta chậm trễ một ngày doanh nghiệp kiệt sức hơn một tí, nên kinh tế phải trả giá nhiều hơn một tí. Đường hồi hương của bà con Việt Kiều nhọc nhằn hơn một tí. Khi đó có giải cứu hỗ trợ với nhiều trường hợp cũng quá muộn hoặc chi phí tài chính để hỗ trợ phục hồi sẽ rất tốn kém. Giao thông là huyết mạch của nền kinh tế, mở cửa kinh tế phải là mở cửa giao thông, thậm chí giao thông phải thông suốt trước khi mở cửa kinh tế thì mới hiệu quả. Chúng ta đã có bài học về đứt gãy lưu thông hàng hóa dẫn đến tình trạng nông sản chất đầy ruộng, đầy kho nhưng nhiều nơi người dân không có mà ăn trong giai đoạn giãn cách xã hội chống dịch hồi giữa năm đến thời điểm hiện tại chúng ta đã đi từ mở cửa kinh tế đến hồi phục kinh tế thì những ách tắc về giao thông từ hàng không đường bộ đường thủy phải được tháo gỡ để tạo sự đồng bộ từ chủ trương chính sách cho tới áp dụng thực thi ông trần đắc phu nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế cố vấn cao cấp trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng việt nam cho rằng chúng ta vẫn có thể mở những đường bay quốc tế cùng với việc tăng cường những biện pháp nghiêm ngặt về an toàn phòng chống dịch bệnh cho đường hàng không đặc biệt cần theo dõi y tế sát sao với người nhập cảnh người đến từ những nước đã xuất hiện biến chủng mới để chủ động đối phó với biến chủng mới đảm bảo an toàn chống dịch đặc biệt trong vận tải hàng không theo ông trần đắc phu nước ta hiện có các biện pháp cụ thể ngành y tế và ngành giao thông vận tải đã có những quy định rõ ràng cho từng chuyến bay cho phòng dịch tại sân bay hay trên tàu hỏa tại sân ga, đồng thời chúng ta cũng tăng cường kiểm dịch tại cửa khẩu biên giới, chúng ta thực hiện xét nghiệm và thậm chí giải trình tự gen những trường hợp nghi ngờ về từ vùng dịch có biến chủng Omicron. Trong trường hợp phát hiện biến thể mới, chúng ta cũng sẽ có những biện pháp cách ly và ngăn ngừa ngay để chống lây lan trong khi thế giới chưa có nhiều thông tin chưa hiểu nhiều về biến đổi mới này. Đối với các trường hợp nhập cảnh khác, chúng ta vẫn yêu cầu đã tiêm đủ liều vaccine, thực hiện cách ly và theo dõi sức khỏe theo những quy định thích ứng an toàn phòng chống dịch hiện nay. Hiện phòng dịch thì người dân không chủ quan vì đã tiêm vaccine rồi mà lơ là phòng dịch dẫn đến lây nhiễm dịch bệnh cho chính bản thân gia đình và cộng đồng. Các cơ quan chức năng các nhà vận hành dịch vụ vận tải căn cứ theo đánh giá cấp độ dịch để thực hiện các biện pháp phù hợp và linh hoạt an toàn. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 145 điều chỉnh sửa đổi bổ sung một số chế độ chính sách trong phòng chống dịch COVID-19, trong đó tăng mức phụ cấp cho lực lượng trực tiếp thực hiện nghĩa vụ tại các địa phương có ca mắc COVID-19 cao như nhân viên y tế, quân đội và công an. Đây là nguồn động viên về vật chất tinh thần cho những nỗ lực không mệt mỏi của các lực lượng trên tuyến đầu chống dịch. Trong những ngày này, cả nước đang đương đầu với đại dịch COVID-19 rất khó để kể hết sự nỗ lực hy sinh của các lực lượng trên tuyến đầu. Từ khi dịch COVID-19 bắt đầu ảnh hưởng đến nước ta, cán bộ nhân viên y tế, lực lượng quân đội, công an, tình nguyện viên và các cấp các ngành địa phương đã không quản ngại khó khăn vất vả, công hiến hết mình để bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Tuy nhiên cũng cần phải nhìn nhận thực tế, lực lượng tuyến đầu đang phải đối mặt với rất nhiều áp lực, khi số ca nhiễm đang ở mức cao, cùng với đó là những trường hợp tiếp xúc gần trong diện F1, F2, áp lực công việc đè nặng là một trong những nguyên nhân chính khiến nhiều nhân viên y tế không thể tiếp tục gắn bó với nghề. Qua thực tiễn phòng chống dịch COVID-19, một trong những kinh nghiệm rút ra là cần phải quan tâm đầu tư hơn nữa cho y tế cơ sở, không chỉ có trang thiết bị cơ sở vật chất mà y tế ở xã phường thị trấn cần được bổ sung nhân lực đảm bảo chuyên môn nghiệp vụ, kịp thời xử lý những tình huống cấp bách, nhất là trong hoàn cảnh Dịch bệnh bùng phát, càng trong khó khăn thử thách bản lĩnh quyết tâm của lực lượng trên tuyến đầu chống dịch càng cần được tiếp tục phát huy. Sự quan tâm của cộng đồng xã hội sẽ là động lực để các y bác sĩ, nhân viên y tế nói riêng và những người đang ngày đêm đương đầu với dịch bệnh, nỗ lực hơn nữa đưa đất nước đến thắng lợi cuối cùng trong cuộc chiến với đại dịch. mục điểm báo của Đài Phát Thanh truyền hình bái xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.